Thưa quý vị và các bạn, từ khi có phong trào xây dựng nông thôn mới, chương trình đã đem lại lợi ích thiết thực, tác động tích cực và trực tiếp đến mọi mặt của đời sống nhân dân. Tại các địa phương, phong trào hiến đất làm đường, xây dựng các công trình phúc lợi phục vụ dân sinh ngày càng xuất hiện. Ông Đinh Quang Hưng ở xã Đồng Tâm, huyện Bắc Quang là một trong những điển hình như vậy. Cô giáo Phan Thủy Linh, phó hiệu trưởng phụ trách trường mầm non xã Đồng Tâm phấn khởi cho biết, năm học 2022-2023, trường mầm non xã Đồng Tâm đã được nhà nước hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở vật chất khang trang. Các phòng học được trang bị đầy đủ thiết bị dạy và học, đảm bảo điều kiện phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của cô và trò nhà trường. Đó là kết quả của chương trình xây dựng nông thôn mới. Bộ mặt của trường chính đã dần được khang trang hơn. Song để có được kết quả về cơ sở vật chất cũng như vị trí thuận lợi của ngôi trường như ngày hôm nay, đó là nhờ sự hiến đất của đảng viên Đinh Quang Hưng, nguyên phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đồng Tâm. Nhà trường rất là may mắn khi được có một quỹ đất rộng rãi như thế này là do gia đình bác Đinh Quang Hưng, nguyên phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đồng Tâm hiến tặng. Điều đó là một điều rất là nghĩa cử rất là cao đẹp mà không ai có thể làm được điều này. Và từ cái quỹ đất này thì chúng tôi cũng cùng nhau chung tay góp sức để vừa kêu gọi các tổ chức rồi là kêu gọi cấp trên để đầu tư xây dựng cho nhà trường về cơ sở vật chất, lớp học cũng như là các phòng chức năng. Thì đến thời điểm này thực hiện theo chương trình nông thôn mới thì nhà trường chúng tôi cũng được xây dựng một nhà lớp học 2 tầng với 6 phòng học rất là khang trang và khép kín để đảm bảo điều kiện cho trẻ học tập tại trường. Từng tham gia công tác nhiều năm tại quê hương xã Đồng Tâm, từ năm 1986 đến năm 2018, trải qua nhiều vị trí công tác như cán bộ văn phòng, trưởng công an xã, rồi phó chủ tịch ủy ban dân xã, ông Hưng đã nhiều lần chứng kiến những khó khăn vất vả của các đơn vị trường học, cơ sở vật chất tạm bợ, tranh tre, nứa lá, trang thiết bị dạy học thiếu thốn, đặc biệt khuôn viên trường lớp nhỏ hẹp, không đảm bảo cho các cháu học sinh vui chơi sau những giờ lên lớp. Với trọng trách được giao, chăm lo cho đời sống xã hội của địa phương, sau nhiều năm trăn trở với những khó khăn của sự nghiệp giáo dục xã nhà, các cháu học sinh vùng sâu, vùng xa gặp nhiều thiếu thốn, ông Hưng đã quyết định hiến đất của gia đình để xây dựng trường mầm non của xã. Quyết định hiến đất của ông được cấp ủy chính quyền xã Đồng Tâm thời điểm đó tán thành biểu dương. Song để có được sự đồng thuận của gia đình không phải là dễ. Trước đây là các điểm trường rồi các cái nhà trường là chuyển đi chuyển lại rất là khó khăn, cho nên là từ cái chỗ đấy thì tôi mới thống nhất là phải đến trung tâm xã để làm nó kiên cố mang chất là lâu dài, không như trước nữa, chuyển đi chuyển lại rất là khó khăn cho con cháu cũng như giáo viên mà cũng như là bà con nhân dân của xã. Từ cái chủ trương là xây dựng cái trường mầm non đó là một tương lai cho con cháu thì tôi cũng thống nhất với gia đình bàn bạc và trong là cũng hiến đất hai cái thửa đất, một thửa là 1.250, một thửa là 480 một mét vuông cho nhà trường xây dựng cái trường mầm non cho con cháu là học nó thuận tiện gần trung tâm xã. Có được nền đất mới, xã Đồng Tâm đã phối hợp với ngành giáo dục huyện bắt tay vào xây dựng ngôi trường mầm non của trung tâm xã. Ngày đầu xây dựng trên nền đất mới, ngôi trường mới chỉ được đầu tư 2 phòng học với một dãy nhà cấp 4 đơn sơ. Nhưng niềm vui của cô và trò nhà trường ngày ấy như được nhân lên gấp bội, bởi nhà trường đã có một khuôn viên rộng rãi, thoáng đãng, đáp ứng kịp thời nhu cầu vui chơi cũng như tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường. Dẫu còn những khó khăn vất vả do thiếu thốn về cơ sở vật chất, nhưng với nền đất mới như tạo thêm nguồn động lực để các cô giáo cắm bản, gắn bó với trường, chắp thêm đôi cánh giấc mơ đến trường cho những em bé vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ đó, việc đầu tư cho học tập của người dân trong xã mới được quan tâm hơn. So với năm trước đây thì cái môi trường của mình là rất khó khăn. Nhưng mà so với hiện tại là cái môi trường của mình nó phát triển rất tốt. Cơ sở vật chất nó phát triển mạnh ạ. Hiện tại thì có cái môi trường như này thì là một em cũng là một người mẹ thì mình gửi gắm con của mình học ở đây thì có một môi trường rất tốt này thì em rất yên tâm ạ. Qua hơn 10 năm chia tách và thành lập trường, trường mầm non Đồng Tâm đã có sự thay đổi đáng kể.
chất lượng giáo dục thể chất, chăm sóc trẻ tăng dần qua các năm. Cùng với 8 điểm trường trong toàn xã, năm học 2022-2023, trường mầm non Đồng Tâm đã thu hút 403 trẻ theo học tại 18 nhóm lớp, đạt tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi đạt 98%. Trong đó, nhà trẻ 6 nhóm với 57 trẻ, mẫu giáo 13 lớp với 346 trẻ. Nhờ có khuôn viên rộng rãi, các cô giáo có đủ không gian sáng tạo, bài trí khuôn viên trường phù hợp với chức năng rèn luyện thể chất, vui chơi sinh hoạt cho các cháu học sinh, tạo tâm lý ổn định cho các bậc phụ huynh yên tâm mỗi khi đưa con em mình đến trường. Và hơn cả, đã tạo niềm vui mong muốn đến trường của nhiều thế hệ học sinh trong xã. Đấy là một cái sự cố gắng, nỗ lực cũng như là cái tâm huyết của anh Đinh Quang Hưng này. Hơn nữa thì sau 2010 để thực hiện cái công tác xã hội hóa cũng như là chương trình nông thôn mới, mở tuyến đường Đồng Tâm, Đồng Tiến cũng như là cái chương trình nông thôn mới trong xã, thì anh cũng còn hiến nữa, đó là cái tuyến đường đi xuống thôn Trân với chiều dài cũng trên dưới hơn 900 m, gần một cây số, và cái khu trung tâm xã anh cũng đã hiến để cái quy hoạch khu dân cư hơn 5 ô đất. Phải nói là anh Đinh Quang Hưng này cũng có công rất lớn đối với địa phương xã Đồng Tâm trong cái chương trình xã hội hóa, đặc biệt là cái chương trình nông thôn mới. Gần 3.000 mét vuông đất nằm trên địa bàn xã Thuần Nông thì con số đó chưa phải là nhiều. Nhưng nằm giữa trung tâm xã Đồng Tâm, nơi có vị trí thuận lợi, không phải ai cũng dám hiến tặng. Năm 2022, trước sự vận động của xã, gia đình ông Hưng tiếp tục hiến đất làm đường bê tông dài 97 m, rộng 3 m, cắt ngang đất thổ cư của gia đình. Đứng trước những bộn bề lo toan của cuộc sống với bao toan tính thiệt hơn, song với lối nghĩ giản đơn, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai xã nhà. Cá nhân ông Hưng và gia đình đã bỏ đi những cái lợi kinh tế trước mắt để xây dựng nên một pháo đài lớn, vững chắc cho nền giáo dục xã nhà có cơ hội phát triển. Đó không chỉ là những công hiến về vật chất, mà là đóng góp tinh thần, góp phần đưa sự học của xã Đồng Tâm ngày càng phát triển.